Chỉ cần đập được con boss cuối này nữa là xong. There is only the new era. Fight. Từ từ mình phải luyện. Cũng đỡ hơn rồi đấy. Sau hai lần bị ăn hành. The realms will not fight your endless wars. Fight me further and your friends are lost. They have no future unless I create it. The future you offer is not worth living. À, còn phải đánh nó thêm lần nữa. Oh shit. Nó có cái đòn mất dạy quá. Vô ảnh cước bà nội nó. Khó đấy. Kiểu như welcome to the dawn of time. Here history ends and begins again. Behold the start of the new era. I had intended to leave your destiny intact, Liu Kang, until Raiden went and made you immortal. Now you cannot be ignored. Fight! Ôi, chiêu gì vậy ta? Chu cha. Hình con bước cuối không ulti được, nhưng mà con mấy con bạn sau này thì được. À, đủ. Mày hả bưởi? Hay quá. Yeah.
May hả bữa? Quá tuyệt vời. Nói chung là cũng một phần cũng may mắn thôi bạn Shadow Zero. Yeah. Lúc nãy ăn hên á. Đồ. Proven worthy to take my place as the new protector of Earthrealm, once it is restored. You honor me, Raiden. The honor is mine, Lord Liu Kang. The sands of time are now yours to share. Có lẽ là game này kết thúc được rồi á. Bây giờ còn con chim nào để đánh này đâu? Chẳng lẽ giờ là đập Raiden? Raiden, I cannot do this alone. I shall advise you for as long as my mortality allows, but have no doubt, you are up to the task. Then together, let us begin. Together, let's just begin. Yeah, thôi game kết thúc ở đây được rồi. Woo! Raiden không còn là thần nữa. Ok, yes. Thôi sao cũng được. Nói chung là quá đã. Ngon. Vậy là coi như là đã tạm thời phá đảo được cốt truyện chính của con game này thôi. Con game này thì nói chung là ngoài cái mục chơi đơn này thì còn cái mục multiplayer với một đống mục kia nữa để mình giao lưu với các cao thủ rồi tùm lum. Nhưng mà nói chung phải luyện tập nhiều thì mới quánh được. Kiểu phá đảo được cái phần story mode thì cũng chưa là cái gì ghê gớm. Ghê sợ. Đá ngay chim văng. Cái này hơi nghe hơi nhìn hơi hư cấu. Hư cấu vãi, làm gì mà có cái có cái đòn thế nào mà đá một phát mà văng tát. Dạ, yeah, không biết nãy giờ chơi cái con game này mất bao nhiêu tiếng rồi ta. Má ơi, nãy giờ ngồi liền cả 8 tiếng đồng hồ rồi. Quá dữ dội. Nói vậy thôi chứ nhầm nhòi gì với mấy thằng game thủ chuyên nghiệp kỳ cựu. Một ngày nó chơi nó cày dã man luôn á chứ.
Thì nói chung là cái cốt truyện của con game Mortal Kombat này thì hoàng đế nắm mèo trong hiện tại vĩ đại vẫn chưa hiểu lắm, nên có thể là khi nào có thời gian thì hoàng đế sẽ chơi thêm các cái bản cũ rồi nghiên cứu thêm về cốt truyện nếu có thời gian. Chứ game thì vô tận, chơi bao giờ mới hết. Kiểu nói chung là hoàng đế cũng cảm ơn bạn Shadow Zero nãy giờ đã ủng hộ tinh thần cho hoàng đế chứ, rất là cảm ơn. Không có bạn Shadow Zero thì hoàng đế cũng chưa chắc phá đảo được con game này. Kiểu còn cái phần chơi hát nữa, cái này cái story mode nếu mà đánh được normal thì sau này đánh hát, nhưng mà phải luyện nhiều á. Lúc nãy chơi thì cũng chỉ mò những cái chiêu thức mà nó hay ho nhất, nó thực dụng nhất để áp dụng để đánh thôi, chứ còn muốn luyện một con mà cao siêu thì cũng phải luyện nhiều nhiều á. Đồ họa của con game Mortal Kombat 11 này thì cũng chưa hẳn là đẹp xuất sắc lắm, nhưng mà nói chung về cái hệ thống chiến đấu với lại cốt truyện game thì phải nói là rất hay, rất tuyệt vời. Và chắc chắn là cái game này cũng còn nhiều thứ hay ho để mà mình khám phá nữa. Để coi còn mục nào chơi hay ho không ta. Công nhận một con game mà rất là nhiều người họ hợp tác, họ làm ra con game này, rất một con game là nguyên cả đội ngũ, một ekip luôn đó chứ. Skip cái này kiểu mình quay lại để mình coi những cái người họ làm game á. Bạn Shadow Zero kiểu thông cảm, nói chung là khi mà mình phá đảo một con game, cái nguyên tắc mình là mình luôn luôn mình để lại cái phần ending á, để mà nó thì nói chung vậy á. Mà dễ sợ, nãy giờ chơi cái game này hơn 8 tiếng đồng hồ rồi. Ok, xong. Vậy là bây giờ mình đã mở khóa được một cái nhân vật Frost. Con này con băng này. Rồi sao nữa? Đã mở khóa được các cái khu vực chắc là map để mà mình đánh đó. Rồi ok, chỉ có vậy thôi. Còn các cái mục gì, mục story thì phá đảo hết rồi. Cái mục